Xin chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá một trong những loài gây ảnh hưởng lớn nhất đối với nông nghiệp tại Texas, Mỹ, đó là loài lợn rừng hoang dã. Xuất phát từ châu Âu, giờ đây chúng đã phát triển mạnh mẽ với khoảng 2,6 triệu con chỉ riêng tại bang này, tạo nên một mối đe dọa nghiêm trọng không chỉ với mùa màng mà còn với cuộc sống của người dân. Vậy những người nông dân Mỹ sẽ phải ứng phó ra sao trước tình trạng này? Hãy cùng với kênh Hàn Khám Phá đi sâu vào những câu chuyện thú vị và những chiến lược bất ngờ trong cuộc chiến này nhé! Sự gia tăng bùng nổ về số lượng lợn rừng tại Texas đã khiến chính quyền phải nhanh chóng có các biện pháp kiểm soát. Theo các nghiên cứu, tốc độ sinh sản của lợn rừng rất cao. Mỗi con lợn cái có thể đẻ từ 6 đến 10 con lợn mỗi năm và trong điều kiện thuận lợi, chúng có thể sinh sản lên tới 2 lần mỗi năm. Nếu không có biện pháp kiểm soát hiệu quả, số lượng lợn rừng có thể tăng gấp đôi trong vòng 5 năm. Lợn rừng không chỉ gây thiệt hại cho nông nghiệp mà còn ảnh hưởng đến môi trường. Chúng gây ra khoảng 2,5 tỷ đô la thiệt hại hàng năm cho ngành nông nghiệp, làm xói mòn đất, ăn cây trồng và làm ô nhiễm nguồn nước. Hơn nữa, lợn rừng có thể mang nhiều loại bệnh truyền nhiễm, có thể lây lan sang người và các động vật khác. Cuộc thi săn lợn rừng Texas là một trong những giải pháp hiệu quả nhằm kiểm soát quần thể lợn rừng, thu hút hàng trăm thợ săn từ khắp nơi trên nước Mỹ. Sự kiện này không chỉ giúp giảm số lượng lợn rừng mà còn tạo ra cơ hội cho cộng đồng tham gia và nâng cao nhận thức về vấn đề bảo vệ môi trường. Các thợ săn không chỉ cạnh tranh để bắt được nhiều lợn rừng nhất mà còn có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi từ nhau về các phương pháp quản lý động vật hoang dã. Ngoài việc giảm thiểu thiệt hại do lợn rừng gây ra cho nông nghiệp và môi trường, cuộc thi còn giúp phát triển nền văn hóa và săn bắn tại địa phương. Sự kiện này đã trở thành một phần không thể thiếu trong cộng đồng, khuyến khích người dân tham gia vào các hoạt động ngoài trời và gắn kết với thiên nhiên. Cuộc thi săn lợn rừng Texas diễn ra hàng năm vào hai mùa chính là mùa đông từ tháng 12 đến tháng 2 và mùa hè từ tháng 6 đến tháng 8. Sự chuẩn bị cho cuộc thi không chỉ bao gồm việc lựa chọn trang bị mà còn cần nghiên cứu kỹ lưỡng về tập tính của lợn rừng. Việc hiểu biết về hành vi và môi trường sống của lợn rừng là yếu tố quan trọng giúp thợ săn có thể đạt được thành công trong việc săn bắn. Nếu các bạn cảm thấy video ngày hôm nay thú vị, hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh Hàn Khám Phá nhé. Cảm ơn các bạn. Theo quy định, thợ săn dưới 18 tuổi không được tham gia cuộc thi. Điều này tuân theo quy định giấy phép săn bắn dành cho thanh thiếu niên, nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời đảm bảo rằng những người tham gia có đủ kinh nghiệm và trách nhiệm trong việc thực hiện hoạt động săn bắn. Việc này cũng phản ánh cam kết của ban tổ chức trong việc duy trì sự an toàn và bền vững trong các hoạt động săn bắn. Thực tế cho thấy cuộc thi săn lợn rừng Texas đã thu hút nhiều thợ săn chuyên nghiệp hàng đầu. Điều này không chỉ góp phần tăng sức hấp dẫn mà còn nâng cao uy tín cho sự kiện. Sự tham gia của các thợ săn dày dặn kinh nghiệm và có danh tiếng đã làm cho cuộc thi trở thành một điểm đến không thể bỏ qua đối với những người đam mê săn bắn trên khắp nước Mỹ. Họ không chỉ cạnh tranh về số lượng lợn rừng săn được mà còn chia sẻ những kỹ thuật và chiến lược săn bắn, tạo nên một bầu không khí sôi động và học hỏi. Những kinh nghiệm và kỹ năng của các thợ săn chuyên nghiệp này thường được chia sẻ trong các buổi hội thảo hoặc là sự kiện bên lề, góp phần nâng cao nhận thức và hiểu biết của cộng đồng về việc quản lý quần thể lợn rừng cũng như bảo vệ môi trường.
chính quyền Texas thường tổ chức các hoạt động săn lợn rừng, chủ yếu ở những khu rừng lớn và các khu vực nông nghiệp, đặc biệt là những thành phố lớn như là Houston, Austin và Dallas. Đây là những vùng có mật độ lợn rừng cao, đồng thời cũng là nơi chịu thiệt hại nặng nề do sự phá hoại của chúng. Các bạn có muốn tham gia vào cuộc đi săn lợn rừng đầy thử thách và hấp dẫn này không nào? Nếu có, hãy để lại bình luận số 2, nếu không hãy bình luận số 0 nhé. Cảm ơn các bạn. Khu vực nông nghiệp không chỉ là nơi sinh sống của lợn rừng mà còn là nguồn cung cấp thực phẩm phong phú cho chúng và là nơi mà chúng tàn phá mạnh nhất. Chính quyền đã xác định đây là một vấn đề cấp bách cần giải quyết và việc tổ chức các cuộc đi săn lợn rừng là một trong những giải pháp hiệu quả để kiểm soát số lượng lợn rừng và giảm thiểu thiệt hại cho nông dân. Theo khảo sát, thợ săn thường gặp từ 10 đến 15 con lợn rừng trong mỗi lần săn, với con lớn nhất trong đàn nặng tới 204 kg. Những con lợn rừng không chỉ gây thiệt hại cho mùa màng mà còn có khả năng tấn công người và gia súc, tạo ra một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an toàn cộng đồng. Để bảo vệ các cá thể trong quần thể, việc săn lợn rừng đang mang thai hoặc lợn con là bị cấm theo quy định. Điều này không chỉ thể hiện sự quan tâm đến sự nhân đạo đối với động vật mà còn đảm bảo rằng việc săn bắn diễn ra một cách có trách nhiệm. Các thợ săn không chỉ phải tuân thủ luật pháp mà còn cần phải có ý thức cộng đồng cao, tham gia vào các hoạt động bảo tồn và quản lý động vật hoang dã một cách bền vững. Súng trường Remington 700 là loại vũ khí được sử dụng nhiều nhất trong cuộc thi, nổi bật với độ chính xác cao và khả năng bắn mạnh mẽ, cho phép thợ săn tiếp cận mục tiêu từ khoảng cách lên đến 274m. Loại súng này được ưa chuộng nhờ độ chính xác và bền bỉ trong nhiều điều kiện săn bắn khác nhau. Trong các cuộc thi săn lợn rừng, thợ săn xuất sắc nhất là những người hại được nhiều lợn rừng nhất trong một mùa săn. Để đạt được thành công, các thợ săn phải trải qua một quá trình đào tạo nghiêm ngặt, giúp họ hiểu rõ hành vi của lợn rừng và cách áp dụng các phương pháp săn bắn nhân đạo. Quá trình này bao gồm việc học cách theo dõi dấu vết của lợn rừng, nhận diện môi trường sống của chúng cũng như các kỹ năng bắn súng cần thiết để đảm bảo sự an toàn và hiệu quả trong quá trình săn bắn. Sự hỗ trợ từ đồng đội và việc phối hợp chiến thuật là những yếu tố then chốt giúp cải thiện hiệu quả săn bắn và đạt được kết quả tốt nhất trong các cuộc thi săn lợn rừng Texas. Các thợ săn phải học cách đoàn kết là một phần của một đội ngũ nơi mà mọi người hỗ trợ và học hỏi lẫn nhau. Việc hợp tác này không chỉ giúp tăng cường kỹ năng cá nhân mà còn tạo ra một môi trường an toàn và hiệu quả hơn trong quá trình săn bắn. Mỗi thợ săn tham gia đều phải báo cáo số lượng lợn rừng mà họ đã săn được. Đây là một phần quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong việc quản lý số lượng lợn rừng. Chính quyền Texas đã thực hiện các biện pháp giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo rằng cuộc thi diễn ra một cách công bằng và có trách nhiệm, đồng thời giúp theo dõi tình trạng quần thể lợn rừng và đánh giá tác động của các hoạt động săn bắn đến môi trường. Cuộc thi săn lợn rừng Texas sẽ trao giải thưởng trị giá là $10,000 cho thợ săn có thành tích xuất sắc nhất trong mùa săn. Giải thưởng này không chỉ tôn vinh những thành tích của thợ săn mà còn khuyến khích họ tiếp tục nỗ lực trong việc kiểm soát và quản lý số lượng lợn rừng. Đây là một phần quan trọng trong nỗ lực chung nhằm giảm thiểu thiệt hại do lợn rừng gây ra cho nông nghiệp và môi trường. Giải thưởng này cũng khẳng định sự quan trọng của việc duy trì cân bằng sinh thái và bảo vệ cộng đồng.
những thợ săn nhận giải không chỉ có cơ hội được công nhận mà còn góp phần vào các nỗ lực bảo tồn và quản lý động vật hoang dã. Cuộc thi săn lợn rừng Texas không chỉ là một hoạt động giải trí mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và nông nghiệp. Sự kiện này thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa con người và thiên nhiên, nơi mà các thợ săn không chỉ cần kỹ năng săn bắn mà còn phải có ý thức cộng đồng và trách nhiệm trong việc kiểm soát động vật. Mỗi mùa săn không chỉ giúp kiểm soát số lượng lợn rừng mà còn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ hệ sinh thái. Thông qua các hoạt động này, cộng đồng có cơ hội tham gia và học hỏi về việc duy trì sự cân bằng sinh thái cũng như những ảnh hưởng của lợn rừng đến nông nghiệp và môi trường. Việc duy trì sự cân bằng này không chỉ mang lại lợi ích cho môi trường mà còn cho chính cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cần cùng nhau gìn giữ sự hòa hợp giữa thiên nhiên và con người, từ đó tạo ra một môi trường sống bền vững cho thế hệ tương lai. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với phần được mong chờ nhất trong video, đó là phần khán giả hỏi kênh trả lời. Có bạn hỏi rằng sau khi săn bắn sượt từ núi, các thợ săn sẽ làm gì với thành quả họ đi săn được? Kênh Han Khám Phá xin được giải đáp thắc mắc của các bạn như sau. Sau khi săn bắn sượt từ núi, các thợ săn thường thực hiện một số bước quan trọng để xử lý thành quả của mình. Đầu tiên, việc kiểm tra và lấy mẫu của con sượt từ núi là rất cần thiết để đảm bảo rằng nó không mang bệnh tật và cũng là để thu thập dữ liệu về tình trạng sức khỏe của loài vật này. Sau đó, bộ lông và các bộ phận khác của sượt từ núi thường được bảo quản. Bộ lông có thể được sử dụng để chế tác các sản phẩm thủ công hoặc là làm đồ trang trí, tạo ra giá trị kinh tế từ thành quả săn bắn. Bên cạnh đó, thịt của sượt từ núi không phổ biến để tiêu thụ, nhưng một số thợ săn có thể chế biến nó để chia sẻ trong cộng đồng hoặc là trong các sự kiện truyền thống. Quan trọng hơn, các thợ săn cũng cần phải báo cáo về số lượng và tình trạng của con vật đã săn cho các cơ quan quản lý. Điều này không chỉ góp phần vào công tác bảo tồn mà còn giúp duy trì sự bền vững cho quần thể động vật hoang dã này trong tương lai. Việc này rất quan trọng trong việc quản lý và bảo vệ động vật hoang dã, đảm bảo rằng chúng có thể tồn tại trong môi trường tự nhiên của chúng. Những chuyến săn bắt lợn rừng độc nhất vô nhị chỉ xuất hiện ở Mỹ và một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất sẽ xuất hiện duy nhất trong video này. Hãy cùng với kênh Han Khám Phá theo dõi những khoảnh khắc đặc biệt này ngay bây giờ. Trước khi bắt đầu, các bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video thú vị tiếp theo của kênh chúng tôi nhé! Những vùng đất nông nghiệp trên khắp nước Mỹ đã chịu thiệt hại nặng nề từ các cuộc tấn công của lợn rừng. Nông dân đã báo cáo thiệt hại lên đến hàng tỷ đô la mỗi năm, dẫn đến sự suy giảm trong sản lượng nông nghiệp của đất nước. Sự tàn phá này đã đẩy Mỹ xuống hạng trong bảng xếp hạng nông nghiệp toàn cầu sau các quốc gia như Brazil và Trung Quốc. Số lượng lợn rừng ở Mỹ đã tăng lên mức báo động, ước tính có hơn 6 triệu con. Điều này cho thấy sự cần thiết của các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt. Các hoạt động săn bắn đã được triển khai để đối phó với số lượng lợn rừng ngày càng gia tăng ở Mỹ. Tuy nhiên, việc săn bắn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nếu không được thực hiện một cách an toàn. Những thợ săn thiếu kinh nghiệm thường rơi vào tình huống khẩn cấp khi đối mặt với lợn rừng. Việc săn bắn này vẫn cần được tiếp tục vì cần bảo vệ đất nông nghiệp và quản lý quần thể lợn rừng, buộc các cơ quan chức năng phải thực thi nghiêm ngặt việc cấp giấy phép săn bắn nhằm đảm bảo an toàn cho thợ săn. Tại Mỹ, việc săn bắn vào ban đêm bị cấm hoàn toàn ở hầu hết các bang, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt và với các loài vật nhất định như săn lợn rừng hay gấu.
Lệnh cấm này được đưa ra nhằm bảo vệ an toàn cho cả thợ săn và người dân, cũng như bảo vệ các loài động vật hoang dã trong khoảng thời gian chúng hoạt động nhiều nhất. Ban đêm, khi tầm nhìn bị hạn chế, khiến nguy cơ bị tai nạn tăng cao, đặc biệt là ở các khu vực đầm lầy hoặc rừng sâu, nơi địa hình phức tạp và khó xác định vị trí. Hơn nữa, việc săn bắn vào ban đêm có thể dẫn đến sự nhầm lẫn giữa động vật và con người, gây ra những tai nạn đáng tiếc. Quy định này cũng góp phần vào việc bảo tồn đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái tự nhiên, điều mà nhiều quốc gia khác chưa chú trọng đến. Thợ săn phải trải qua khóa huấn luyện chuyên biệt về hành vi và môi trường sống của lợn rừng. Kiến thức này giúp thợ săn xác định mục tiêu hiệu quả và giữ khoảng cách an toàn, thường là khoảng 15m, để tránh những cuộc tấn công bất ngờ từ lợn rừng. Nếu các bạn cảm thấy video ngày hôm nay thú vị, hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh Hàn Khám Phá. Cảm ơn các bạn! Săn lợn rừng từ trực thăng là một thách thức khó khăn đối với các thợ săn. Mỗi nhiệm vụ thường yêu cầu ít nhất 3 thợ săn và một phi công làm việc cùng nhau. Chính phủ đã cung cấp cho họ các khẩu súng trường đặc biệt được trang bị kính ngắm cần thiết để săn bắn hiệu quả với tầm nhìn hạn chế từ trên cao. Phương pháp này mang lại cảm giác hưng phấn cho thợ săn và kết hợp kỹ năng với công nghệ để quản lý hiệu quả số lượng động vật xâm lấn ngày càng tăng. Việc sử dụng trực thăng cũng đã được áp dụng ở một số khu vực, mang lại lợi thế lớn cho thợ săn. Bối cảnh trên không cho phép quan sát và theo dõi tốt hơn, đặc biệt là trong những địa hình khó khăn, nơi lợn rừng thường xuyên ẩn náu. Các cuộc thi săn bắn cũng đã trở thành một phần trong văn hóa săn bắn tại Mỹ với những sự kiện nổi bật diễn ra ở các bang như Texas. Trong các cuộc thi này, thợ săn có thể hạ gục hàng chục, thậm chí là hàng trăm con lợn rừng giúp kiểm soát quần thể của chúng và giảm thiệt hại cho ngành nông nghiệp. Thành công của các cuộc thi săn bắn đã giúp giảm đáng kể quần thể lợn rừng tại các khu vực bị ảnh hưởng, góp phần cải thiện tình hình kinh tế của nông dân. Bạn có muốn tham gia cuộc thi săn lợn rừng này không nào? Nếu có, hãy để lại số 2 dưới phần bình luận nhé! Cảm ơn các bạn! Điều kiện thời tiết cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho hoạt động săn bắn. Khi địa hình trơn trượt và bùn lầy trong điều kiện thời tiết xấu
có thể gây nguy hiểm cho các thợ săn. Việc săn bắn trong những điều kiện rủi ro đã dẫn đến quy định cấm săn bắn trong những điều kiện như vậy. Thợ săn được yêu cầu báo cáo số lượng săn bắn của họ cho chính quyền địa phương để đảm bảo rằng nỗ lực kiểm soát số lượng lợn rừng được ghi nhận và giám sát chính xác. Ngoài ra, chó săn thường được sử dụng trong các cuộc đi săn này để đảm bảo an toàn cho thợ săn. Chúng được huấn luyện để dồn lợn rừng vào các khu vực thuận lợi, giảm thiểu khả năng đối đầu trực tiếp giữa thợ săn và lợn rừng. Các báo cáo cho thấy, việc sử dụng chó săn đã giúp giảm số vụ tai nạn liên quan đến lợn rừng từ 400 vụ vào năm 2019 xuống chỉ còn 150 vụ vào năm 2023. Các hoạt động săn bắn có tổ chức đã giúp chính phủ Mỹ thu thập thêm nhiều thông tin quan trọng về sự di chuyển và hành vi của lợn rừng. Dấu chân trên mặt đất là một trong những dấu hiệu quan trọng giúp thợ săn phát hiện nơi ẩn náu của chúng. Chính phủ cũng đặt giới hạn về số giờ săn bắn mỗi ngày để kiểm soát hoạt động này, ngăn chặn việc săn bắn quá mức để đảm bảo rằng là việc này không gây tác động tiêu cực đến môi trường. Khi mỗi mùa săn kết thúc, sẽ có các cuộc thi để xác định khu vực nào có lợn rừng lớn nhất và nặng nhất. Năm 2023, kỷ lục đã được thiết lập với một con lợn rừng nặng 340 kg. Những con vật này sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng sau khi săn, với những con vượt qua kiểm tra sức khỏe sẽ được chế biến thành thực phẩm, trong khi những con khác sẽ được xử lý an toàn. Hãy bình luận số 2 nếu các bạn cảm thấy hoạt động săn bắn này là cần thiết, hoặc là chia sẻ giải pháp kiểm soát lợn rừng của các bạn để giúp đỡ nước Mỹ nhé! Các bạn có thắc mắc sau khi thợ săn tại Mỹ hạ gục lợn rừng, họ sẽ xử lý xác của chúng như thế nào không? Hãy để kênh Han Khám Phá giúp bạn giải đáp việc này. Việc thu gom xác của chúng phụ thuộc vào quy định của từng bang và mục đích của cuộc đi săn. Ở nhiều bang, lợn rừng bị coi là loài xâm lấn và gây hại nghiêm trọng cho môi trường, mùa màng và hệ sinh thái. Do đó, trong các cuộc săn bắn quy mô lớn như các cuộc thi săn lợn rừng ở Texas, việc thu gom xác lợn thường được khuyến khích hoặc là bắt buộc để đảm bảo vệ sinh môi trường và ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh. Xác lợn rừng có thể được chế biến thành thức ăn cho gia súc, làm phân bón hoặc là thậm chí tiêu hủy tùy vào điều kiện cụ thể. Ngoài ra, một số thợ săn còn tận dụng thịt của lợn rừng cho mục đích tiêu dùng cá nhân hoặc từ thiện. Việc thu gom xác lợn rừng sau khi săn bắn không chỉ thể hiện trách nhiệm với môi trường mà còn giúp tối ưu hóa nguồn tài nguyên từ loài động vật này, giảm thiểu lãng phí và bảo vệ môi trường tự nhiên. Hy vọng là qua video ngày hôm nay, kênh Han Khám Phá đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách nước Mỹ kiểm soát lợn rừng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi toàn bộ video. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video đến với bạn bè và người thân để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng tôi nhé! Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Chào mừng các bạn đến với phần giới thiệu đầy sáng tạo và hấp dẫn của đội ngũ kênh Han Khám Phá chúng tôi. Mở đầu, chúng tôi xin giới thiệu một tài năng biên kịch đầy tâm huyết, một cô gái không ngừng khám phá và sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp. Cô không chỉ là một biên kịch xuất sắc với khả năng viết nên những câu chuyện sâu sắc, mà còn là một nhà nghiên cứu nhiệt tình về những công nghệ nông nghiệp tiên tiến và bền vững từ khắp nơi trên thế giới. Đối với cô, viết kịch bản không chỉ là công việc mà là một hành trình đầy đam mê. Điều này đã thổi bùng sức sống cho mỗi video mà chúng tôi mang đến.
tiếp theo, chúng tôi muốn giới thiệu người sở hữu trái tim và linh hồn của kênh chúng tôi, người chủ kênh kiêm chuyên gia chỉnh sửa video. Anh ấy luôn cống hiến hết mình và vượt qua mọi thách thức để tạo ra những video chất lượng nhất cho khán giả. Với ngọn lửa đam mê luôn cháy bỏng, anh không ngừng thúc đẩy đội ngũ, mang đến những trải nghiệm độc đáo và đầy cảm hứng cho người xem. Chúng tôi hy vọng rằng trong hành trình sắp tới, các bạn sẽ tiếp tục yêu mến và ủng hộ Tinh Han Khám Phá. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Trước tình trạng này, hãy cùng với kênh Hàn Khám Phá ghi sâu vào những câu chuyện thú vị và những